cũng tham khảo, rồi là tủ nhôm chú cũng tham khảo. Vâng. Nhưng mà cuối cùng chốt lại là chú quyết định làm cái tủ nhôm U Yên này của Đức. Thì về thẩm mỹ thì là đẹp, không kém gì thì coi như các loại khác mà có thể còn vượt trội. Dạ dạ. Voice xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Diện Đông Kính sẽ chia sẻ tới toàn thể quý chị và các bạn là quy trình từ A đến Z để lắp đặt lên một cái bộ tủ bếp nhôm nội thất Owin Luxury. Đó, và đây là một trong những cái video Diễn sẽ dành rất là nhiều tâm huyết để chia sẻ đến quý vị cũng như là anh em thợ cái quy trình chúng ta lắp đặt một cái bộ tủ bếp từ A đến Z đúng quy trình và chuyên nghiệp nhất có thể quý vị nhá. Đó, và đây là một sản phẩm hiện tại công ty Diễn đã lắp đặt lên hoàn thiện và chuyển đến chân công trình. Và để mà chúng ta lắp cái bộ tủ bếp lên đúng quy trình và đúng với cái khẩu độ chiều cao kích thước thì chúng ta cũng cần những cái thông số kỹ thuật tiêu chuẩn để chúng ta sử dụng bộ tủ bếp làm sao nó đúng với cái công năng sử dụng của nó. Xin mời quý chị và các bạn cùng Diễn đi vào bên trong để cùng Diễn đi trải nghiệm cái quy trình các bước lắp đặt bộ tủ bếp Owin quý vị nhé. Đây là một bộ tủ bếp hình N. Diễn có thiết kế là hình N quý vị nhé. Hình N, và khi mà Diễn đến Diễn khảo sát bộ tủ bếp thì về cơ bản là chú gia chủ đã có cái mặt bằng hiện trạng như sẵn như thế này rồi. Đó, và khi mà Diễn đo đạc khảo sát thì Diễn sẽ tư vấn theo cái mặt bằng có sẵn quý vị nhé. Đây, sản phẩm tủ bếp nhôm nội thất Owin Luxury rất là tuyệt vời quý vị ạ, lên hoàn thiện rất là đẹp. Đó, và cái tủ trước khi mà treo lên bên trên ấy thì anh em lưu ý cho Diễn là cái phần ở bên trên trên nóc tủ thì chúng ta sẽ bắn những cái ke bát liên kết như thế này để chúng ta sẽ bắn cố định nó vào tường. Tất cả ốc vít ở đây thì anh em nên sử dụng những cái con ốc vít inox quý vị nhé. Sản phẩm bên công ty Diễn sản xuất thì đều sử dụng toàn bộ 100% là ốc vít inox hết. Đó. Trên này là những cái ke bát, những cái ke bát để chúng ta bắn cố định nó vào tường quý vị nhé. Đây là phía bên trên cùng. Ở dưới cái đáy tủ thì anh em sẽ dùng những cái ke bát bằng nhôm như thế này anh em nhé. Ke bát bằng nhôm như thế này thì chúng ta sẽ lấy mực và chúng ta sẽ bắn vít cố định vào tường như con ốc vít này mình đang bắn. Đó, và cái chiều cao thông thường tiêu chuẩn của người Việt Nam thì chúng ta sẽ lấy từ dưới mặt sàn lên tới chạm cái ke bát này là 1m45 quý vị nhé. 1m45. Đây, 1m45. Đó, và anh em lưu ý cho Diễn là để một cái bộ tủ bếp khi mà anh em treo lên nó nhìn nó thẩm mỹ thì cái ke bát này cũng rất là quan trọng. Rất nhiều anh em hay nắp cái ke bát anh em quay ngược như thế này thì khi mà chúng ta treo cái tủ lên ấy thì nó sẽ bị lộ cái phần dưới này ra, nó rất là xấu này. Đó, và để mà mang cái tính thẩm mỹ cao ấy thì anh em phải quay cái ke bát này lên này. Anh em sẽ lật cái ke bát ngửa lên để khi mà chúng ta đặt cái tủ này vào nó sẽ chắc chắn, cũng như là cái tính thẩm mỹ nó sẽ không bị lộ cái phần ke ở bên dưới này anh em nhá. Đây là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng để khi mà bộ tủ bếp chúng ta lắp đặt lên nó đẹp. Và trong trường hợp nếu mà chúng ta sử dụng kính sơn ốp bếp thì nếu mà chúng ta quay cái ke này xuống này, nếu anh em quay ke này xuống thì kính sơn ốp bếp nó sẽ bị vướng cái ke này thì nó sẽ bị kênh ra so với cái mặt tường này, nó sẽ rất là xấu và nó sẽ không được chắc chắn. Đó, sau khi mà bắn laser, bắn cốt laser, chúng ta sẽ bắn định vị tất cả những cái ke đỡ này lên tường, sau đó là anh em sẽ treo đưa cái tủ lên anh em nhé. Rồi, xin mời quý vị cùng chuyển qua bước tiếp theo, đó là đưa tủ lên để đặt vào cái vị trí chúng ta đã bắn ke bát. Để thấy là khâu đo đạc của Diễn Đông Kính rất là chuẩn chỉ chính xác phải không ạ? Đấy,
treo ke đỡ xong là đặt vào là ăn luôn. Đấy, khâu đồ đạc cũng rất là quan trọng. Đấy, sau khi mà treo tủ lên thì chúng ta sẽ tiến hành khoan bắn vít cố định những cái con ốc vít mà chúng ta đã bắn cái ke bát liên kết trước đó quý vị nhá. Đó, sau đó chúng ta sẽ vít cố định vào tường. Đó, vít thẳng cố định vào tường luôn. Cái tủ treo lên thì nhìn rất là đẹp quý vị ạ. Nhôm nội thất, nhôm nội thất Owin Luxury quý vị nhá. Màu gỗ này nhìn rất là đẹp quý vị ạ. Màu gỗ nhìn rất là đẹp. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Diễn vừa bàn giao xong cái bộ tủ bếp nhôm nội thất Owin Luxury cho công trình nhà chú Vịnh. Có địa chỉ là gì để chú nhỉ? Chú ở xóm Tây, thôn Thanh Thần, Thanh Cao, Hà Nội. Đó, con bắt tay chú gái. Cảm ơn. Cảm ơn gia đình chú rất nhiều đã tin tưởng và giao cho công ty con thi công chọn gói cái sản phẩm tủ bếp nhôm nội thất Owin. Nhất trí. Thì con cũng muốn là qua cái video này thì con cũng muốn là chú chia sẻ sâu hơn một chút về cái quá trình khi mà chú cháu mình biết đến nhau, cũng như là đến thời điểm bây giờ con đã hoàn thiện cho công trình nhà chú một cái bộ tủ bếp như mong muốn trước khi mà chú cháu mình gặp nhau. Thế thì theo quan điểm của chú thế này, lúc này thì chú coi như thế là thực tế, coi như thế là mắt thấy tay nghe tay sờ. Cái chất lượng của cái tủ bếp của các cháu làm thì gọi là hãng Owin của Đức. Coi như màu gỗ lim. Của nhà chú thì cái bếp nhà chú thì tương đối là nó cũng dài rộng to. Thế hôm nay cháu coi như thế là đưa nhân viên về để thi công trong coi góc độ bếp nhà chú. Thì theo quan điểm chú cảm nhận là chắc chắn và có thể là sẽ là bền vững. Đấy, thì sản phẩm con khi mà con đến con khảo sát ấy, thì mặt bằng nhà chú có sẵn rồi. Đấy, và cũng qua ý kiến của chú cũng như là kinh nghiệm của con thì con cũng đã lên cho chú được những cái ý tưởng thiết kế để làm sao cái không gian bếp nhà chú nó tôn lên cái vẻ sang trọng ở cái không gian bếp. Thì theo như đánh giá của chú về cái gu thẩm mỹ của người thợ thì chú thấy là cái bộ tủ bếp con thiết kế về nhấn nhá mọi cái thì chú cảm thấy có đẹp không ạ? Là vì thế này này, chú thì cũng đi tham khảo nhiều loại, kể cả tủ gỗ chú cũng tham khảo, mà tủ nhựa chú cũng tham khảo, rồi là tủ nhôm chú cũng tham khảo. Nhưng mà cuối cùng chốt lại là chú quyết định làm cái tủ nhôm Owin này của Đức. Thì về thẩm mỹ thì là đẹp, không kém gì thì coi như các loại khác mà có thể còn vượt trội. Thế thì bây giờ thì theo quan điểm của chú thì thực ra lúc này là gia đình rất là thoải mái và cũng rất là yên tâm về vấn đề tủ này. Đấy, thì hôm nay thì bọn cháu lắp cho chú thì thôi, thì trước mắt là chú cũng cảm ơn hai cái cũng có lời là những ai mà có nhu cầu mong muốn để đắp tủ bếp vào những ngôi nhà mới cho nó ấm cúng khang trang thì nên là dùng tủ bếp coi như thế là Owin của Đức này, bền vững đẹp và coi như thế là vĩnh cửu. Dạ vâng, con cảm ơn chú rất nhiều. Đấy, thì cũng rất là mong muốn chú khi mà trong quá trình chú sử dụng, chú cảm nhận sản phẩm bên công ty con lắp đặt, đấy, trau chuốt sản phẩm từ đầu đến cuối, cũng như là qua thời gian chú sử dụng thì con cũng mong muốn là chú có thể kết nối cho công ty chúng con thi công được nhiều khách hàng hơn nữa ở khu vực người thân của chú, bạn bè anh em, chú có thể kết nối giúp công ty. Thì thôi thì gọi là chú thì nếu mà trường hợp mà có một người trong gia đình họ hàng hoặc hay là bà con nuôi xóm mà ai có nhu cầu mà họ đến mà cảm nhận thấy mà đẹp thì chú sẽ giới thiệu coi như khách hàng để cho cháu coi như đến thiết kế lắp đặt cho khách hàng. Cảm ơn chú rất nhiều nha. Rồi, con cảm ơn chú. Vâng, và sau đây thì Diễn sẽ review cái công năng sử dụng của cái bộ tủ bếp nhôm nội thất Owin Luxury cho quý vị cùng trải nghiệm quý vị nhá. Ở phía bên tay trái màn hình của quý vị đó là bên trái cái chậu rửa thì Diễn có thiết kế là ba cái cánh cửa mở. Đó, ba cái cánh cửa mở. Đó, và bản lề thì Diễn sử dụng 100% là bản lề hàng inox 304 quý vị nhá. Đó, khi mà anh chị gạt cái tay nó sẽ tự nó đóng lại. Đó, và cái vị trí chậu rửa thì Diễn luôn luôn thiết kế là
cái vị trí để chúng ta úp cái bát đĩa ở bên trên. Đó, và cái vị trí này thì anh chị có thể là thiết kế mở cánh mở lật lên hoặc là cánh mở ra. Đó, và đối với công trình nhà chú Vịnh thì diện thiết kế là cánh cửa mở lật lên theo cái mong muốn của chú. Đó là khi mà chú mở lật lên thì sử dụng nó cũng sẽ tiện lợi hơn, nó không bị vướng khi mà chúng ta mở ra, không sợ nó vướng ngay. Đó, và đối với những cái bộ tủ bếp chúng ta sử dụng cái cánh mở lật lên thế này, cánh mở lật lên như thế này thì nó sẽ tốn kém thêm chi phí. Đó là anh chị sẽ phải trả thêm cái chi phí cho hai cái tay nâng blume. Hai cái tay nâng blume này thì giá nó cũng chi phí thì nó cũng không quá cao anh chị ạ. Nhưng mà về cơ bản anh chị có thể là mở lật lên, nó rất là tiện lợi. Đó, và khi mà chúng ta rửa bát đĩa ở đây, chúng ta úp trực tiếp vào đây. Thì ở bên trong này thì hiện tại là Diễn có thiết kế là có 3 cái tầng đợt để anh chị có thể là để bát đĩa ở bên trong này. Đó, và tất cả những cái sản phẩm inox này thì công ty đang sử dụng 100% là hàng inox 304. Đó, và cái tầng ở dưới cùng này thì chúng ta sẽ để úp bát quý vị nhé. Tầng giữa này anh chị có thể là úp đĩa. Và cái tầng trên cùng thì anh chị sẽ để những cái bát đĩa chúng ta ít khi sử dụng quý vị ạ. Đây, đẩy gạt rất là nhẹ nhàng. Đó, và sản phẩm nhôm nội thất Owin Luxury, một trong những dòng sản phẩm nhôm được sản xuất trên tiêu chuẩn dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn Đức quý vị nhé. Đó, và tiếp đến là ở phía bên cạnh ở đây thì Diễn cũng có thiết kế cái khoảng không ở đây. Công ty Diễn thì quý vị xem rất nhiều những cái bộ tủ bếp công ty Diễn thi công thì về cơ bản là chúng tôi sẽ không quá quan trọng cái vấn đề là cánh nhiều hay cánh ít. Đó, thông thường thì có những đơn vị họ thi công thì họ sẽ tiết kiệm cái phần chi phí vật tư. Thì đối với những cái khoảng không như thế này thì có đơn vị họ sẽ chỉ chia làm hai cánh thôi. Thì chúng ta nhìn nó sẽ rất là thô, nó sẽ không có điểm nhấn, không đẹp. Đó, và đối với cái tủ bếp bên công ty Diễn thi công thì quý vị có thể thấy là cái phần cánh công ty luôn luôn là chia tỷ lệ nó vào kích thước, nó cân đối để nó tạo điểm nhấn cho cái bộ tủ. Đó, ví dụ như cái khoảng không này mà anh chị chia làm hai cánh thì rất là xấu. Đó, và Diễn sẽ chia làm ba cánh để cái khoảng cách cánh này nó sẽ không quá to quý vị nhá. Tuy nhiên thì nó sẽ tốn vật tư hơn và nó tốn công hơn một chút, nhưng mà ngược lại là cái điều đó không quan trọng đối với Diễn. Đó, Diễn luôn luôn là khi mà làm cái sản phẩm lên thì Diễn luôn luôn mong muốn nó phải đẹp. Đó, chúng ta ngắm nó phải đẹp đã quý vị ạ. Đó, và cái vị trí này là vị trí để bếp từ, và công ty sẽ thiết kế cái hút mùi bên trên. Đó, hút mùi này khi mà chúng ta khởi động nó lên thì nó sẽ mở lật cái cánh ra. Đó, bộ này hút mùi này cũng rất là mới lạ, cũng rất là đẹp. Đó, góc này thì Diễn thiết kế là góc bát giác quý vị nhé. Đó, nhôm nội thất Owin Luxury rất đẹp, nhôm tiêu chuẩn Đức quý vị nhé. Ở bên trong thì quý vị tha hồ mà để đồ quý vị nhé. Ở bên tay phải màn hình của quý vị là một cái vị trí để tủ lạnh. Đó, quý vị có thể thấy là tủ lạnh khi mà Diễn đến Diễn đo đạc khảo sát thì chú Vịnh chú đã để chờ sẵn cái ô chờ ở đây rồi. Đó, là Diễn đến Diễn đo thì Diễn thiết kế thêm cái ô tủ lạnh này vào để nó tạo điểm nhấn cho cái không gian bếp. Trong trường hợp nếu mà anh chị muốn cắt giảm chi phí thì anh chị có thể là bỏ cái phần này đi. Tuy nhiên là khi mà anh chị bỏ cái phần này đi thì cái bộ tủ bếp của chúng ta nó sẽ không bệ thế mà nó cũng sẽ không được đẹp bằng quý vị nhé. Đó. Tiếp đến là khu vực ở phía bên dưới bàn bếp bê tông. Bàn bếp bê tông này thì Diễn có một số những cái lưu ý rất quan trọng khi mà anh chị đổ bê tông quý vị nhé. Đó. Trước đó thì ở trong cái phần trước của cái video thì Diễn đã chia sẻ rồi. Đó, và cái phần ở bên trong này thì anh chị có thể thấy là khi mà anh chị lau chùi vệ sinh ở bên trong này, nó sẽ xảy ra cái tình trạng nó bị cái thanh ngang này nó bị chắn đi. Đó, chính vì thế là trong quá trình anh chị thi công ấy thì anh chị lên đổ cái phần ở bên trong này, đổ nó cao lên khoảng 6 phân để nó bằng đúng với cái chiều cao của cái thanh nhôm này, thì khi mà anh chị lau chùi vệ sinh ở bên trong này nó sẽ rất là dễ dàng, nó không bị cái thanh ngang này nó chắn lại quý vị nhé. Đây là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng. Đó, Diễn muốn nhấn mạnh đến quý vị ở trong cái video. Không chỉ review, Diễn còn chia sẻ cho quý vị nếu mà anh chị nào mà đang xây nhà, chúng ta đang tham khảo cái sản phẩm của bên công ty Diễn, và anh chị tham khảo những cái cách thức để chúng ta xây cũng như là để cái ô chờ làm sao nó
khi mà anh chị thi công, khi mà là anh em thợ thi công thì nó sẽ thuận tiện nhất quý vị nhé. Đây, bên tay phải của cái chậu rửa thì Diễm thiết kế là một cái ngăn kéo để giao thớt ở đây. Đó, rất là tiện lợi quý vị nhá. Ở bên vị trí cái bếp thì Diễm thiết kế là cái ngăn kéo để xoong nồi anh chị ạ. Ngăn kéo để xoong nồi. Đó, sử dụng dây giảm chấn anh chị nhá. Diễm đẩy tay vào thì nó sẽ tự nó chạy vào. Đó, và cái vị trí này thì Diễm luôn luôn là thiết kế cái nan trang trí ở đây. Mục đích là để khi mà anh chị nấu nướng ở đây thì cái bếp từ nó sẽ bị tỏa nhiệt ra. Nếu mà chúng ta không để cái khe thoáng này thì rất nhiều trường hợp là nó sẽ bị chết những cái con chip ở bên trong cái bếp từ. Chính vì thế là Diễn sẽ tính toán trước cái việc này để khi mà anh chị sử dụng nó sẽ không bị hỏng hóc cái thiết bị bếp của anh chị. Và nó sẽ lấy cái hơi thoáng ở bên trong này. Đấy, rất là tiện lợi quý vị nhé. Đây, bên trong này thì cũng là những cái ô để chúng ta để đồ ở bên trong này. Đó, và vừa rồi thì Diễn đã review, chia sẻ đến quý anh chị khách hàng một sản phẩm Diễn vừa lắp đặt xong trực tiếp tại công trình nhà chú Vịnh. Đó, và quý vị đang có nhu cầu muốn thi công các cái sản phẩm cửa nhôm cao cấp, tủ bếp nhôm nội thất Owin Luxury thì quý vị có thể liên hệ tới số hotline của bên công ty Diễn. Địa chỉ của công ty thì có 2 chi nhánh. Một là số 332 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và khu vực Hồ Chí Minh thì có trụ sở tại Hóc Môn, Hồ Chí Minh quý vị nhé. Và anh em thợ nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn nhập cái sản phẩm nhôm nội thất Owin tiêu chuẩn Đức về để sản xuất thì anh em hãy bốc máy lên và liên hệ bên công ty Diễn. Công ty Diễn phân phối nhôm Owin trên toàn quốc quý vị nhé. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau.